bị cái trời mất rồi em ơi, mất rồi cái cục bú ngay đây nè, nãy nó u bự lắm nè, giờ mất rồi. Lúc đầu nãy con có quay không, nãy con có quay khúc này không, thì bây giờ trời ơi, mất luôn. Đâu vợ, đâu vợ, đâu lại coi nè, cục này bị mấy năm rồi hả, bị cục bú ngay đây mấy năm rồi, bây giờ vợ thấy làm sao? Hồi nãy, hồi nãy 10 giờ còn mấy, còn chỉ còn có 5 hết nữa. Hơn 5 chứ. 6, 7 đấy. Con thấy số còn có chút xíu gần bằng luôn mà chị nói sao 5. Gần bằng cái da luôn rồi. Nói nó u một cục như vậy đấy. Con thờ 7 thì em thấy 10 chỉ còn 3 phần. Đó. 10 bớt 7. Cục u bây giờ cầu nguyện là mất luôn. Còn một chút xí thôi. Cảm ơn Chúa. Đó, vợ làm chứng mới được, con làm chứng mới được chứ. Phải không? Nãy con có quay cái khúc này không? Con cắt cái khúc đó con gửi cho cô. Khoảng 6 năm nay hồi đó chị có chú nhà chị Bạch đó, chị đặt tay lên đứa gái em mà cháu thì nó lập gia đình cũng được một năm, mà cháu thì lớn tuổi lắm rồi, nó không có lớn tuổi ấy, gia đình thì chỉ sợ nữa. Cháu không có, có con thì em cũng nói được thôi, kệ nó lớn tuổi lập gia đình là thấy cũng mừng, mà thấy cháu không có con thì cũng cũng mong mong vậy á. Thế là hôm ấy chị hôm nó bạch bạch nói là chị Ngọc với này xuống đặt tay biết có cả chị Mặn nữa. Thế là lúc đó này em cho con gái em đi, con gái em thì nó chở bà bác bà chị em, còn con bạn con nhỏ bạn này nè thì nó chở em đi. Thì tụi em cũng chị Mặn chị đặt tay cho em, còn con gái em thì em chị đặt tay. Thế là về sau nó có bầu, khoảng hơn một tháng sau là nó có bầu. Thế là em lên em làm chứng cho anh Cả, chị nhớ anh Cả không? Anh Cả Tâm á, anh Tâm biết à, đó. Thế là em cũng làm chứng cho anh Cả Tâm ở chỗ anh Cả Tâm à. Xong là cái lúc mà nó có bầu rồi á, cái em nói lúc mà cái ngày mà nó chở bà bác đi về, cái lúc mà chị mới đặt tay xong á, trên đường về lúc mà nó có bầu rồi nó mới kể cho em nghe là cái ngày hôm đó lúc mà trên đường về là người con nó cứ lặng người hết, mà trong người con nó lặng người từ lúc mà chỗ cái nhà mà chị đặt tay cho cháu về tới nhà luôn, trong cái bụng của nó người nó trở cứ xôn xao là như đau bụng quá. Đó, cái nó kể cho em lúc mà nó có bầu rồi nó mới dám kể cho em nghe. Thì nó chắc ăn rồi nó mới kể. Ừ đó. Thế là sau là bữa đó luôn, sau khi em đặt tay nó về là cái bụng nó cứ xôn xao. Ờ thì nó người nó cứ xôn xao từ lúc mà cái nhà đó về đến nhà là trên đường đi nó chở nó không biết hôm nay làm sao mà người nó khó chịu quá. Tại con gái em thì nó cũng hồi xưa nó cũng trong ban chỉ sinh đứa trẻ, nó cũng đạo đức lắm, cho nên nó rất là tin. Em nói là tụi con này phải đi, có cô này cô đặt tay hay lắm, con đi. Thế là nó đi. Thế là về sau á, khoảng một tháng sau lúc mà nó có bầu rồi nó mới nói với em là như vậy. Nó cái ngày hôm đó mà con đi mà cô Ngọc đặt tay cho con, nó người con cứ xuống sao, trời ơi, trong lòng của con nó cứ làm sao con ấy, hay là hôm nay người con nó khó chịu. Tại vì cái đứa con gái của em nó có bầu rất là yếu chị, nó có bầu mà nó đang đi làm, nó đang là trợ lý giám đốc á, mà nó có bầu mà nó phải nghỉ nhà máy, là nó có bầu mà nó không thể nào mà nó ngồi lên được à, thì nằm không à, thì cảm ơn Chúa cháu có bầu mà... Nhưng mà lúc đó nó lấy chồng là bao nhiêu tuổi? 35 tuổi tự nhiên là lớn tuổi quá, lớn khó có con quá, khó có con rồi chạy đến giờ thế cầu là, nguyện là có là, con ngay. Vâng, thế là có bầu là em mừng. Thế em nói vậy tôi kể nó chịu khó đi con ơi. Thế là chồng nó thấy nó tội nghiệp, chồng nó nói thôi con nghỉ đi. Dạ, hôm nay bé được mấy tuổi rồi? 56 tuổi. 6 tuổi là cảm ơn Chúa. Vâng, đấy. Sáng em còn đây nè, cái gì chạy qua đây. Vâng. À, Chúa chúc lành nha, cảm ơn vâng. Chị đã làm chứng cho vâng. Chúa. Dạ. Em thay mặt cháu là cảm ơn chị. Đó, được cảm ơn ngoài. Chúa, cảm ơn vâng. Chúa chưa? Vâng, cảm ơn Chúa làm, vâng. Em đâu có làm. Vâng, dạ. Tại... dạ, chào chị. Lái xe. Sắp cái buồn suối con bị chặt tóc tai cái chắc... là nó cứ bị nó đau. Là bị bao lâu rồi? Cả gần 2 tháng rồi. À ha. Rồi lúc mà em đến trước khi cầu nguyện còn có đau không? Là còn. Là cái động tác nào nó đau?
vậy là nó đau. À hả? Vâng. À nhưng mà hết cơ chỗ này. Rồi hết cơ luôn. Vâng. Nhưng mà rồi sau khi cô cầu nguyện xong thì con những động tác nào nó đau con làm lại, con còn đau không? Dạ hết rồi. Hết rồi. Vâng. Mới à Chúa đã chữa ha. Mà em nói là em cầm cái gì nặng nó đau phải không? Em cầm một cái gì lên là tay con cầm lên nhấc lên là bình thường nhấc lên mà nhấc không nổi luôn. Rồi có cái chai gì đó cầm thử coi, có cái gì nặng nặng, cái hộp lon sữa coi. Nặng không? Nặng. Bình thường à, hả, bình thường là không có cầm nhấc lên được. Vâng, không cứ lâu lâu nó bị thôi. À. Cứ lâu lâu là nhấc lên, con làm nhấc 10 lần thì nhiều khi lâu lâu nó bị một lần là nhấc, con nhấc lên là cảm giác tay nó à, à. À, nhưng mà bây giờ là cầm lên bình thường. Nhưng mà co giãn hồi nãy đến là co giãn, nó co gặt vậy là nó đau. Dạ vâng, cứ gặt như vậy là nó đau. À, đúng rồi, và bây giờ làm lại cái động tác đó thì không đau nữa. À, cảm ơn Chúa. Chúa chữa em nha, rồi đau gì nữa? Bây giờ trước khi cầu nguyện cho chị đau gì? Đau hai đầu gối. Kéo vai cổ xuống. Rồi đau lưng. À, nhưng mà bây giờ cầu nguyện cho chị xong rồi, chị còn đau lưng, đau vai, đau đầu gối nữa hay không? Chị kiểm soát lại để làm chứng cho Chúa. Đầu gối sao? Có mỗi lần có vô đau à? Đau quá hả? Hồi nãy lại có đau quá không? Hồi nãy lại đau quá, nó nhức trong xương, cái bắp chân. Nhưng mà bây giờ coi cái cổ với vai với lưng còn đau hay không? Mà hồi nãy trước khi vào đây nhờ cầu nguyện có đau không? À chân thì cứ đau, vai cổ đau, lưng đau. Mà bây giờ cầu nguyện xong rồi thì còn đau hay không? À Chúa thương Chúa chữa rồi ha, cảm ơn Chúa nha. Chào chị. Chị đau gì? Con đau. Con đau hết cái cổ này. Đau hết cái cổ. Con cứ tưởng tượng như là nó có cái hạch cổ ấy. À tưởng tượng như có cái hạch ở cổ. Teo bao tử. Bị teo bao tử ăn được hả? Uống thuốc. Uống thuốc là ăn được. Teo là sao? Con biết thì con đi nó làm tử thì con đi Sài Gòn con khám thì là con đeo teo bao tử. À rồi bây giờ để cầu nguyện cho chị nha. Phần đầu đi gót chân. Đau gì nữa? Đau gót chân. Con đi không được. Đau không được. Nãy vô đi được không? Con không đi được, đi cả nhắc. Đau gót chân đi không được. Đi cả nhắc. Cứ đi. À đau đi cả nhắc. Chân đau chỗ này ha. Nó đau cái gót này như gai gót. À bị cũng như gai gót ha. Dạ. Rồi xin Chúa lành cho chị nha. Cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô cho chúng con. Amen. Rồi nhúc nhích rồi còn đau không? Đỡ rồi. Còn hay hết? Đỡ rồi. Đỡ là hết. Sao? Chưa rồi, hết. Chị tiếp tục xin Chúa thương xót con. Xin Chúa tiếp tục thương xót chữa lành cho chị. Rồi coi coi. Còn một tí, chị tự chị xin Chúa đi. Rồi đứng dậy coi còn đau không? Anh giờ biết mà. Còn không? Còn một tí. Chứ sao còn tí không? Chúa muốn tự chị phải thay đổi. Vì chị rất là nóng. Mà giữ nữa. Thì chị phải về chị ăn năn sám hối cái đó. Thì cái đó nó mới hết. Còn không á, Chúa chữa rồi mà mình không thay đổi tánh tình thì nó trở lại. Không phải Chúa không chữa, nhưng mà vì mình rước sự dữ vô. Nãy em nói là 10 điều răn đó ha, nóng nảy, dữ tợn, la hét thì là mình rước sự dữ vô. Thì bây giờ Chúa đã chữa cho chị 90% rồi phải không? Hết luôn rồi. Nhận thấy tội chưa? Nãy tôi nói tội đúng không?
hồi nãy em nói chị đó là sửa đổi đó, ai cũng có tội hết á, không ai hoàn hảo, không ai thánh đây hết trơn á, đừng có ngại. Ồ sao tôi lại nói tôi vậy, đúng, thay đổi tánh tình, sửa đổi, đừng nóng nảy nha. Rồi trên vai rồi còn đau không? Con thấy nó cứ đau ở đây rồi, nó đau về kéo rồi nó đau. À đau nó kéo rồi, bây giờ lắc qua lắc lại coi còn đau còn kéo không? Con cứ đợi, con cảm thấy nó như là. Mà bây giờ như thế nào? Sau khi cầu nguyện nó như thế nào? Con thấy đau. Không thấy đau nữa ha. Cái quan trọng là sau khi cầu nguyện như thế nào, ha. Không thấy đau nữa thì cảm ơn Chúa, Chúa chữa cho chị nha. À được rồi, tiếp tục bám lấy Chúa, tiếp tục đi lễ, xưng tội, thay đổi tánh tình, 10 điều răn. À, Chúa sẽ chữa tới. Thì cứ mình cứ càng sửa đổi, càng thay đổi thì ân sủng Chúa sẽ đến tràn ngập, tràn đầy. Nha. Rồi Chúa sẽ tiếp tục chữa lành cho chị. Nha, Chúa chúc lành. Con bị đau gì khi con nhờ bà cầu nguyện? Đau gót chân phải. Rồi đầu gối. À đầu gối là đi nó bị đau nhất phải không? Rồi đi cầu thang nó đau phải không? Hồi nãy con lên đây con đi cầu thang là con đau. À rồi vai phải con bị gì? Con bị thoái hóa khớp vai. À thoái hóa khớp vai là nó đau mỗi ngày luôn. À hồi nãy lại coi có đau không? À, bây giờ bà cầu nguyện Chúa rồi thì Chúa đã làm gì trên con? Chúa đã chữa lành cho con. Chúa đã chữa lành cái tay con hả? Con giơ lên còn đau không? Dạ không. Không còn, mà con đau lâu lắm rồi hả? Dạ. Mấy năm rồi? Mấy năm. À mà không hết đau mà bây giờ Chúa chữa cho con hết đau. Dạ. À ha. Rồi cái gót bị đau hả? Dạ. Cái gót chân phải bị đau. Dạ. Rồi bây giờ bà cầu nguyện cho con xong rồi con đứng dậm dậm coi còn đau không? À, nó đau mất rồi hả? Dạ, hết rồi. Hết rồi. Rồi cái đầu gối con đi cầu thang đau, con đi thử cầu thang rồi. Dạ. Hả? Còn đau không? Dạ không. Không luôn. Dạ. À cảm ơn Chúa, Chúa chữa cho con nha. Dạ. Tin không? Dạ, con tin. Sao tin? Con tin. Sao tin? Chúa à Chúa chữa lành cho con thì con thấy được con tin, chứ hồi đó con cũng có tin Chúa mà đâu có tin được như bây giờ. Dạ. Bây giờ con tin Chúa mạnh hơn thì con nên siêng năng cầu nguyện đi nhà thờ sốt sắng hơn, chứ không phải đi nhà thờ là tại vì tôi phải đi nhà thờ mà tôi được đi nhà thờ, chứ tôi không có bị đi nhà thờ nha. Cầu nguyện sốt sắng rồi về làm chứng cho người ta để người ta thấy, ồ tôi ồ bà này hay đau quá mà bây giờ đã Chúa chữa rồi, thì đó là làm chứng cho Chúa ha. Rồi cảm ơn Chúa. Ừ. Nè bây giờ trước nhất á là con bị gì? Phình tuyến giáp. À hả? Con bị bà cầu nguyện, bà thấy con bị nghẹt một ống thở, phải không? Có đúng không? Phải đúng không? À, rồi bà nãy bà nói gì nữa quên nè. Nghẹt một ống thở rồi gì nữa? Thiếu oxy, không được nổi nóng, nổi giận. Thì dễ nghẹt thở và con dễ nổi nóng nổi giận rồi hay la hét, có không? Có. Rồi có khi còn phải đập bàn nữa. À ha, nóng mà dữ như vậy đó thì khi đó là con lại càng mệt hơn phải không? Thì con biết bệnh của con không nên như vậy. Chúa đã cho bà thấy bệnh của con rồi. Con có đi làm không? Dạ có. Con làm ra tiền phải không? Dạ. Nên khi con làm ra tiền, con lại muốn làm chủ gia đình hơn là con làm con trong nhà, phải không? Muốn làm quyền trên mẹ mình luôn, có không? Có không? Dạ có. À, Chúa cho bà thấy mà. Vì mình có tiền, mình làm ra tiền là mình phải có quyền, ở đời nó vậy đó. Mà có quyền với cha với mẹ là tội bất hiếu. Tội bất hiếu là đi quả ngục, tội nặng nhất trong các tội. Bà có cho con nghe đó. Mà con không biết rằng là con có tội, con không biết rằng là con làm sai.
mà bà cầu nguyện bà thấy như vậy mà con có như vậy hay không? Thì tất nhiên là Chúa cho con thấy rằng bà đã thấy, Chúa đã cho bà thấy tội của con, là Chúa còn thấy tới đâu nữa. Và Chúa muốn con thay đổi để con sống tốt hơn nhé. Và ngày xưa thì con tin là có Chúa, mà không biết là có Chúa hay không. Nghe giảng về Chúa thì chắc có, nhưng mà chắc 2000 năm trước ổng đi về trời rồi phải không? Mà bây giờ con tin là Chúa hiện hữu không? Tại sao bây giờ con tin? Bà nói đúng quá. À, bà nói đúng quá. Bà nói những thói hư tật xấu của con, bà nói bệnh của con, để cho con thấy rằng Chúa có thật. Để cho con siêng năng khao khát đi nhà thờ, xin tội, thay đổi tánh tình. Vì nếu Chúa có thật thì khi mình chết, mình có về với ông có thật hay không, hay là mình phải đi về với quỷ? Con có muốn khi lỡ ai cũng phải chết đó, một mai con có muốn đi về với Chúa không? Thì mình phải sống như thế nào mình mới đi về với Chúa được nha. Không nóng nảy, không hỗn, và phải có hiếu với cha mẹ. Nhiều khi mẹ không có tiền sinh cái nổ quạo, có không? Có không? Hả? Mình nhé. Có đó. Đây này, thơm. Có không? Không. Nhưng mà thấy mà sao không có được. Nhưng mà con cũng vẫn đưa cho mẹ chứ không phải là không. Nhưng mà phải quạo cái đã. Cái hồi đó là mẹ con quạo thì con đâu có cơm ăn, đâu có sữa bú nhé. Rồi được rồi, Chúa chúc lành cho con, Chúa sẽ chữa cho con. Khi con thay đổi thì ân sủng của Chúa sẽ đổ lên con tràn đầy nhé. Chúa chúc lành cho con nha, siêng năng nha, đi nhà thờ hiếu thảo cha mẹ nha. Chúa chúc lành cho con. Lớn chưa? Thú thật là em rất khó tin một người, người nào đó. Em thật sự là em rất khó tin. Em khó tin là bởi vì có thể người nào đó nói em yêu không tài giỏi gì, nhưng nếu trong 20 câu mà người ta nói sang câu thứ 17 em biết. À. Em biết là cái câu đến hơi trên, câu này là không đúng với cái lòng của người ta đang nói ra. Em biết. Khi mà chị Ngọc coi nói chuyện với em xong, cầu nguyện với em xong, em có tới nói với chị Thắng, em rất học phục chị Ngọc ở cái chỗ là khó có ai nói để em tin. Nhưng mà tại vì chị Ngọc nói không sai câu nào, từ cái bản chất cho đến cái bản tính cho tới, chị nói đúng hết. Là ơn Chúa, Chúa cho soi sáng cho nói. Em tin điều đó. Để cho anh tin, tin là có Chúa. Là, em tin là có thể là em biết Chúa là không có chị. Em tin. Tại vì nếu để em tin một người mà để đối diện với em mà để nói mà cái gì đó mà nó chỉ một hai câu không đúng, tự nhiên em sẽ nản ra và em sẽ không bao giờ muốn nghe cái đó. Nhưng mà tại chị nói về từ cái tính cách cho tới cái gì đó nó đúng hết, không sai cũng lại. Khi mà em xong rồi đấy, chị nói chuyện, chị bầu nguyện với em xong rồi đấy, thì em có tới nói chị Thắng. Thì hôm nay em biết chị Thắng lần đầu thôi. À. Em bảo chị ấy, chị nói ok quá. Thật mà nếu để em... Cảm ơn Chúa. Thật lòng để em tin một người đàn ông cứng lắm thật mà. Tại vì cái câu nói của người ta khi đối diện với mình, nếu người ta nói sai câu nào, em thật sự em không phải tài giỏi gì, nhưng em vì thế như mình không nói thôi. Chứ mình biết mà em không tìm ở trong chị có cái gì sai ấy. Thật mà, có nghĩa là chị nói từ ngay cái tính cách của em nó đúng 80% rồi đấy. Từ cái tính cách mà cho đến cái quyết định của mình hay như thế nào đó, nó cũng 80% trở lên. Em có tới công sự với chị Thanh thì nói gì nói này, em cũng cảm ơn các chị nhiều. Em cũng mà em cũng bổ sung là Chúa có nhiều cách để đến với mỗi người một cách khác nhau. Có người thì Chúa đến chữa bệnh thì họ tin. Có người Chúa biết người đó cách đối diện với người đó như thế nào. Thì nên Chúa đã gặp, khi mà cho tôi gặp anh thì Chúa mới cho anh tâm phục khẩu phục trước
mà không tâm phục khẩu phục thì không có làm việc với anh được. Đúng. Vì anh là người cũng rất là nhạy bén, giang hồ cũng rất là nhiều, ra đời cũng rất là nhiều, nên nói nửa câu là anh biết người ta muốn gì, nên không có gạt cái anh này được. Thấy chưa? Nhưng mà anh chịu ngồi để nghe là Chúa phải nói, làm. Mỗi người có một cách để trị bệnh, thì Chúa phải nói với anh, cho tôi nói với anh như thế nào để anh tâm phục khẩu phục. Cái người này là phải tâm phục khẩu phục là mới chịu phục. Đúng. Mỗi người Chúa đến và làm việc một cách khác nhau. Nhưng mà người cứng cỡ nào, đá cứng cỡ nào, chỉ cần Chúa phán một lời thôi. Nhưng Chúa đã muốn chọn anh. Giống như bây giờ anh chỉ đi làm chứng nhiêu đó thôi. Dạ. Anh nói hay, anh cứ gặp bạn anh nói chứ hay thiệt nha. Anh cứ giả vờ như thế thôi, hay thiệt nha. Sao hay thiệt nha, bây giờ tôi hả, một tin một phép. Thế tôi, ai quý anh cứng đầu, khó ăn, khó vô, hiểu không? Khó gạt anh. Mà sao cái thằng này nó lại phục là cái ông Giê-xu này có vấn đề. Ông Giê-xu có vấn đề, phải chưa? Thành ra những người cứng như vậy đó, khi mà ra nói chuyện, khi mà ra làm chứng, người ta tin lắm. Tại vì ôi tao biết cái thằng này mà, ôi tao biết cái anh này mà, ông này nó trời ơi khó lắm, khó nói, khó xử, khó này nọ lắm. Mà ông này mà chịu tâm phục khẩu phục là ông Giê-xu phải có thật. Thấy chưa? Là chúng anh chỉ cần bao nhiêu đó thôi, anh đi ra anh làm chứng sự thật thôi. Không cần phải thêm mắm hay thêm muối vấn đề gì hết. Nó là như vậy. Thì đó là làm chứng cho Chúa, chứ không phải rằng là anh phải có ơn như người này hay là anh phải có ơn như người kia mới đi làm chứng cho Chúa được. Cái đó cũng là ơn của anh đó. Mà anh cứ đi vô quán nhậu đi, anh cứ đi vô quán cà phê đi, anh nói thiệt là tao không hiểu luôn đó, à, cứ như thế mà nói cái câu bắt đầu đó. Nhưng mà người ta lại thích tò mò, người ta thích tò mò lắm. Thiệt đó, tao nói mày nghe thiệt nha, tao không hiểu luôn đó. Mà bây giờ đó, tao tin Chúa như thế này, anh lại kể những cái chuyện như anh đã kể cho những người ở đây. Đó là làm chứng, đó là rao giảng tin mừng. Không cần phải đi học kinh thánh cầu nguyện. Tại vì kêu ông đi, ông đâu đi đâu. Đúng rồi. Kêu ông đi, ông đâu đi đâu. Thấy chưa? Thì Chúa dùng cách khác. Thấy chưa? Chúa dùng cách khác để mà làm chứng, chứ không phải là đi học kinh thánh cầu nguyện mới làm chứng được. Nhưng mà cái đó là dành cho những người khác. Giống như anh là dân nhảy đầm mà anh biết mà. Phải không? Có người thì họ thích bebop, có người thì họ thích tango, là cái sở trường của họ. Thấy chưa? Cái nào cũng có cái hay của nó, nhưng mà nó đúng cái sở trường của người ta. Thì anh cứ bao nhiêu đó mà anh đi làm chứng thôi. Làm chứng cho Chúa là bao nhiêu đó thôi. Và người như anh mà đi làm chứng là người ta tin lắm, vì anh có uy tín để nói. Một thằng mà xàm xàm mà, rồi bây giờ nó nói nữa ai mà nghe. Một người phải có uy tín mới nói, người ta mới tin. Và anh rất là có uy tín, anh rất là có bản lãnh, anh rất là có bản lãnh. Thì cái người uy tín và người bản lãnh đi ra làm mà nói là người ta tin. Còn thằng, ôi mày trời, mày nghe thằng đó tẳng xạo mẹ luôn, thấy chưa? Đó, Chúa dùng rất là tuyệt vời. Thành ra anh cứ thế mà đi làm việc, làm chứng cho Chúa nha. Chúa chúc lành cho anh.